bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lý do khán giả tin Dương Tử, Lâm Canh Tân sẽ cứu được phim nghìn tỷ Thanh Trầm Hành. Bom Tấn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng Thanh Trầm Hành từng đứng trước nguy cơ cầm chiếu vĩnh viễn do scandal của Ngô Dược Phàm, thì mới đây ekip đã tiết lộ thời điểm Dương Tử, Lâm Canh Tân sẽ quay lại các phân cảnh để cứu vãn. Sau thời gian dài bị đóng băng, Thanh Trầm Hành tượng trường bị cầm chiếu vĩnh viễn sau scandal của Ngô Dược Phàm thì nay bất ngờ được hồi sinh. Mới đây, truyền thông Trung Quốc đã đưa tin bộ phim được quay lại bổ sung, người thay thế nam tài tử đóng với Dương Tử chính là Lâm Canh Tân. Một số nguồn tin cho biết Dương Tử và Lâm Canh Tân sẽ quay bổ sung vào giữa tháng 9, bối cảnh đang chuẩn bị dựng, Dương Tử có lẽ sẽ quay trong nửa tháng. Việc được quay bổ sung bởi tài tử Lâm Canh Tân mở ra hy vọng cho người hâm mộ tác phẩm. Bởi xét cho cùng về danh tiếng, thực lực diễn xuất, Lâm Canh Tân đủ sức gánh vai nam chính trong phim. Hơn nữa, anh từng đóng cặp với Triệu Lệ Dĩnh ở Sợ Kiều Truyện và tạo nên thành tích vô tiền khoáng hậu với hàng chục tỷ lượt xem. Vậy nên, việc đoàn phim bổ sung anh vào dự án này như một bảo chứng cho chất lượng và rating của phim. Ngoài ra, về Dương Tử, sau thời gian ngục lặn vì các dự án bị chê bai về kịch bản, diễn xuất việc cô bứt phá với Trường Tương Tư đã nâng lên tầm vị thế của nữ diễn viên. Theo đó, với sự ảnh hưởng và danh tiếng từ Trường Tương Tư, Dương Tử cần được chú ý khi dự án Thanh Trầm Hành trở lại với khán giả. Điều này càng cho thấy sự kỳ vọng của người xem vào tác phẩm này rất lớn. Nếu dự án này được lên sóng, truyền thông Hoa ngữ dự đoán Dương Tử và Lâm Canh Tân sẽ là hai mắt xích quan trọng giúp phim trở mình. Thanh Trầm Hành là dự án bom tấn của Tencent với mức đầu tư khoảng hơn 1.000 tỷ đồng. Nhà sản xuất đã tìm nhiều phương án để phim có thể phát sóng khi Ngô Dược Phàm bị tòa án phán quyết có tội, trong đó có cả sử dụng AI. Tuy nhiên, những nỗ lực này không hiệu quả và bộ phim đã phải nằm chờ từ năm 2019 tới nay. Kết quả, để phim có thể được phát sóng, nhà sản xuất đã quyết định tìm người thay thế Ngô Dược Phàm và quay lại một số phân cảnh. Việc đổi diễn viên và phải quay lại một số cảnh có Ngô Dược Phàm khiến ekip của phim sẽ tốn thêm một khoản chi phí rất lớn để bù đắp cho các cảnh quay này, cũng như trả các C cho Lâm Canh Tân. Ngoài ra, cái khó của nhà sản xuất chính là áp lực tạo ra những phân cảnh chân thật, dù có sử dụng AI nhưng vẫn cần tránh việc xử lý kém, tinh tế gây tranh cãi. Thanh Trầm Hành xoay quanh việc yêu hận tình thù của nữ quan Hoàng Tự Hà, Dương Tử. Trong khi sống trong cung, không ngờ cô nàng lại gỡ ra một đại án kinh tâm động phách của vương triều Đại Đường năm ấy. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.